Khánh Quyên xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Miền Đông Năng Động được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay đã và đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược kinh tế xã hội của một số tỉnh miền Đông Nam Bộ. Với những chính sách kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhiều tỉnh miền Đông đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trước khi đến với nội dung chính của chương trình, xin mời quý vị theo dõi một điểm lại những tin tức nổi bật tại các tỉnh miền Đông. Tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang xây dựng chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần đột phá, hướng đến doanh nghiệp, trong đó có đề xuất tăng kinh phí, mở rộng nội dung và đối tượng hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện hơn nữa khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ. Trước đó, trong giai đoạn 2014-2020, chương trình đã giúp cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Phát triển dịch vụ Logistics hiện là một trong những đột phá về phát triển kinh tế được tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh, khi địa phương có lợi thế hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi với nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, tuyến đường sắt Bắc Nam. Đặc biệt, sau khi sân bay quốc tế Long Thành hoàn thành, sẽ tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ hơn. Những nơi tập trung nhiều khu công nghiệp như thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhân Trạch chính là thị trường tạo dư địa rất lớn cho dịch vụ logistics phát triển. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch chuẩn bị vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vào quý 4 năm 2021. Thành phố giao ban quản lý đường sắt đô thị và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu từng hạng mục công trình, trong đó bao gồm phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vận hành thử nghiệm và các thủ tục khác liên quan đến việc nghiệm thu công trình theo quy định. Về phương án xây dựng giá vé cho giai đoạn ban đầu vận hành tuyến số 1 do ban quản lý đường sắt đô thị chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thực hiện. Thưa quý vị, xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi không chỉ của Việt Nam mà còn của toàn thế giới. Ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay đang đẩy mạnh tái cơ cấu, xác định nông nghiệp sạch, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Với lợi thế là vùng có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã và đang mạnh mẽ chuyển đổi, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát huy thế mạnh của từng địa phương, vừa nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu của từng địa phương. Chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh được mệnh danh là thủ phủ chuyên canh cây mãng cầu. Đây là vườn mãng cầu được canh tác theo phương thức thủ công truyền thống. Còn phía bên này là vườn canh tác theo quy trình hữu cơ vi sinh hướng đến organic trên nền tiêu chuẩn Việt Gáp, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón vô cơ, các loại hóa chất thuốc trừ sâu. Thay vào đó là phân hữu cơ vi sinh làm tăng sức đề kháng, bổ sung khoáng chất dinh dưỡng cho cây. Hiện tại, quy trình canh tác này đang được chuyển giao cho hơn 50 nhà vườn trồng với diện tích 200 hectare, bình quân cho ra sản lượng mỗi ngày đạt từ 3 đến 5 tấn. Cái giá trị thứ nhất là về cái lợi ích kinh tế, là khi hợp tác với công ty thì bà con được cái hợp đồng bao tiêu với một cái giá ổn định. Thứ hai nữa là công ty sẽ cử kỹ sư cũng như là chuyển giao cái quy trình canh tác. Sản phẩm của bà con là sẽ là cái sản phẩm sạch, an toàn. Còn đây là một nhà máy sản xuất trứng gà công nghiệp quy mô hiện đại bậc nhất của tỉnh Tây Ninh. Trứng được tiệt trùng bằng công nghệ tia UV, tiêu diệt những vi sinh vật có hại và được phân loại tự động theo từng kích cỡ. Sau đó đóng gói và vận chuyển đến tiêu thụ tại các siêu thị, nhà hàng 5 sao. Thứ nhất là cái hệ thống này thì với công suất tối đa một ngày có thể lên tới 1 triệu trứng. Thứ hai nữa là cái về phần trăm tự động hóa thì cao. Và thứ ba nữa là có thể truy vết được sản phẩm. Những mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao như thế này là thành quả nổi bật sau thời gian ngắn tỉnh Tây Ninh thực hiện định hướng đột phá về phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, gia tăng giá trị sản phẩm, người nông dân có thu nhập ổn định hơn. Nông nghiệp công nghệ cao là một trong cái 4 đột phá của tỉnh trong thời gian tới. Trước hết là tỉnh đã dành ra một cái quỹ đất khoảng 2.000 hectare. Và tỉnh cũng có những cái chính sách, ví dụ như chính sách là ưu đãi về đầu tư, giống như là Việt Gáp, Lobo Gáp thì sẽ được tỉnh hỗ trợ về kinh phí, về lãi suất, về chuyên môn. Khai thác tối ưu tiềm năng thế mạnh về nông sản đặc trưng của địa phương,
thời gian gần đây, tại tỉnh Bình Phước, rất nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất đã bắt tay vào canh tác phát triển vườn điều theo hướng hữu cơ organic. Sản phẩm hạt điều Bình Phước hiện đã được cấp chỉ dẫn địa lý và ngày càng phổ biến tại nhiều thị trường trong nước và quốc tế. Bình Phước là thủ phủ điều của cả nước với tổng diện tích 175.000 hectare. Để khai thác tốt thế mạnh này, chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, tạo ra sản phẩm hạt điều chất lượng là lựa chọn không thể khác. Những bước đi thành công ban đầu đang tạo đà cho ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển đột phá hơn. Tỉnh Bình Phước đặt ra mục tiêu đến cuối năm nay, phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu hạt điều đạt 800 triệu đô la Mỹ, đến năm 2025 là 900 triệu đô la Mỹ và đến năm 2030 sẽ đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Tây Ninh và Bình Phước là hai tỉnh miền Đông không có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp, nhưng lại giàu tiềm năng về đất đai, đồi rừng, lợi thế cho phát triển nhiều loại nông lâm đặc sản. Do vậy, việc lựa chọn phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi đúng đắn, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trước mắt đã đạt được những kết quả đáng mong đợi. Thưa quý vị, giữa lòng thành phố Sài Gòn hiện đại nhộn nhịp như thế này, đâu đó vẫn còn tồn tại một số làng nghề truyền thống đã có từ lâu đời, đem lại một nét văn hóa rất riêng, rất đặc trưng cho thành phố. Trong chuyên mục Điểm hẹn miền Đông lần này, xin mời quý vị cùng theo chân Ánh Nguyệt đến thăm con đường Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, nơi mà nhiều người dân vẫn quen thuộc gọi với cái tên thân thuộc làng Đúc Lưu Đồng An Hội, với tuổi đời đã hơn 100 năm tuổi. Làng Đúc Lưu Đồng An Hội xưa xuất hiện từ thế kỷ thứ 19, nay đã được hơn 100 năm. Trải qua nhiều biến cố, thăng trầm cùng với quá trình đô thị hóa của Sài Gòn, đến nay làng Đúc Lưu Đồng chỉ còn 5 cơ sở hoạt động cầm chừng, với những nghệ nhân tâm huyết đã gắn bó từ 20 năm đến 40 năm. Hồi xưa cái nghề đúc đồng này nó tới 30 mấy, gần 40 cái lò. Gặp mùa Tết mà là làm là khỏi nói rồi. Tới đây, đi từ xa cách chừng 20-30 mét là ta nghe lóc cốc lan can rồi. Lò đồng An Hội này nó hay cái chỗ là cái hoa văn điêu khắc của nó độc đáo lắm, làm bằng tay không à, hoàn toàn không có máy móc gì đấy. Đúc lưu đồng là phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi người thợ không chỉ có kỹ thuật cao mà còn khéo léo, tỉ mỉ và kiên trì trong mỗi khâu. Quý vị thân mến, để làm ra được một chiếc lưu đồng thì phải trải qua rất là nhiều những công đoạn khác nhau. Và đây cũng là một trong những công đoạn quan trọng. Xin chào anh ạ. Không biết là để làm ra một chiếc lưu đồng thì mình có tổng cộng là bao nhiêu giai đoạn ạ? Ra một chiếc lưu đồng thì nó khoảng 7 đến 8 công đoạn. Công đoạn của mình là công đoạn thứ 2. Cụ thể là công đoạn này thì nó có những bước như thế nào ạ? Công đoạn thứ 2 của tụi anh á là đem cốt ra, chỉnh cho ngay ngắn lại. Rồi sau đó làm láng. Tráng nó ra như cỡ mỏng mỏng như thế này nè. Xong mình lấy sáp này mình mới bịch lên cái cốt của mình. Đó. Rồi xong xuôi đàng hoàng mình bắt chỉ rồi mình gắn tay chân rồi cho nó hoàn chỉnh bộ lư. Lưu đồng An Hội mang đậm dấu ấn của một nghề truyền thống lâu đời. So với những sản phẩm được sản xuất công nghiệp theo khuôn mẫu, thì lưu đồng được đúc thủ công có nhiều điểm độc đáo. Bởi mỗi chiếc lưu đồng đều có hoa văn riêng, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Vâng thưa quý vị, đối với những cơ sở sản xuất lưu đồng này, dù khó khăn đến đâu, những người nghệ nhân nơi đây vẫn quyết tâm gắn bó với cái nghề truyền thống của cha ông mình. Bởi làng lưu đồng An Hội không chỉ là nơi để sản xuất mà còn là cuộc sống, là đứa con tinh thần đã ăn sâu vào ký ức và tuổi thơ của mỗi người thợ. Thưa quý vị, tới đây thì chương trình Miền Đông Năng Động tuần này xin được khép lại. Chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cũng xin được cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.